Mình sẽ chia sẻ cái công dụng của cái lá mật gấu này đối với làn da của chúng ta nhé. Cái lá mật gấu này nó là có hay còn gọi là cây lá đắng. Toàn bộ thân và lá được dùng để làm thuốc ạ. Và cái cây này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về đối với làn da để nó sẽ giảm, khi mà chúng ta dùng cái này chúng ta đắp lên làn da thì nó sẽ làm cho giảm ung mụn nhọt đấy. Và cái tác dụng này rất là tốt và nên mình sẽ chia sẻ. Và để làm cái đắp mặt mụn thì chúng ta sẽ, hoặc là chân tay có mụn mủ sưng thì chúng ta sẽ dùng một nắm lá như này, đừng dùng lá già nhé, chúng ta dùng những cái lá bánh tẻ, lá non thôi, và chúng ta rửa thật sạch. Rửa sạch xong rồi các bạn dùng một nắm lá này, khoảng hơn chục lá này, chúng ta sẽ cho vào cái cối chúng ta giã và nhuyễn nhé. Khi mình giã nhuyễn xong như này á thì chúng ta sẽ dùng cái phần cả bã cả nước nó ra như này, chúng ta đắp lên cái phần phần da có mụn, có nhọt, có mủ, nhưng mà chúng ta phải làm sạch cái phần vùng da đấy trước, sau chúng ta mới đắp lên nhé. Và chúng ta một ngày chúng ta đắp từ 2 đến 3 lần thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả. Và một vài hôm sau cứ đắp liên tục vài ngày thì chúng ta sẽ thấy cái mụn này nó bị tiêu đi, teo đi và sẽ không còn mụn nữa, và da của chúng ta sẽ lành lại và làn da sẽ rất là láng mịn và không còn mụn nữa. Các bạn áp dụng với những cái phần mụn ở chân này, ở tay này, khi mà mùa nóng chúng ta hay xuất hiện những cái mụn mà to ấy, cục ấy, nó ở chân, ở tay hay là ở các bộ phận trên cơ thể hay là ở mặt cũng được, thì chúng ta đắp lên ấy. Và nếu ở chân ở tay thì các bạn dùng cái gạt, cái băng băng y tế, các bạn băng vào, bó vào, và một ngày cứ thay từ 2 đến 3 lần. Và bây giờ mình cũng sẽ đi dùng luôn, mình sẽ đi đắp vào cái phần cổ mình đang có mụn, và đắp một ngày, mình đắp xong mình sẽ đi để khoảng nửa tiếng cho nó hút mụn, xong mình sẽ đi tắm. Còn ở tay thì các bạn cứ để khoảng một ngày các bạn cứ chỉ cần thay 2 đến 3 lần ở những cái vị trí cổ mặt, thì chúng ta chỉ cần để khoảng nửa tiếng ấy. Và sau chúng ta còn phải đi rửa lại mặt rồi đi tắm này. Và cái lá này thì nó cũng có rất là nhiều tác dụng khác, thì hôm trước mình đã chia sẻ cách trồng rồi. Và hôm nay thì mình đi thực hành đắp vào da mình nên mình sẽ quay clip như này luôn. Và các bạn có thể làm giống mình nhé, để có một làn da sạch mụn và sáng hơn bằng những nguyên liệu thiên nhiên, nó rất là tốt mà không cần phải đi đâu xa.